Xin chào anh em đã quay trở lại với cả chương trình Q&A của Hacom. Thì bây giờ là cũng gọi là sắp đến Tết đến xuân về rồi. Phòng mình cũng đã được trang trí khá là đẽ, khá hay ho đấy. Nhưng mà tất nhiên rồi, Tết đến xuân về thì nó cũng sẽ đi kèm một thứ, đó chính là nhiều việc. Hiện tại thì anh Đạt đang bận một chút, thế nên là mình sẽ lo vụ Q&A ngày hôm nay một mình. Hôm nay sẽ là số Q&A số thứ 21 anh em nhá. 21 cũng đã được rất là nhiều số rồi, từ trước giờ, từ năm trước năm giờ. Thì sắp tới là sẽ còn khoảng tầm một số hay hai số nữa là sẽ đến mùa Tết. Thì chắc là trong Tết chúng mình sẽ có những cái video để cho anh em có thể gọi là trải nghiệm thoải mái thôi. Tức là xem thoải mái ở nhà, ở quê, các thứ kiểu mà không bị nhàm chán anh em nhá. Hãy đón xem. Thôi thì hãy bắt đầu cái chương trình Q&A ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên đi. Đến từ bạn Trung Phạm. À, bạn đang hỏi trong cái video về mình undervolt chiếc CPU. Thì mình có nói trong video là undervolt, dòng cam để undervolt. Thì bạn bảo là làm gì dòng cam để undervolt á? Cái chính ấy, bây giờ bạn phải hiểu là đúng là con CPU của đa số con CPU dòng cam ấy, mọi người sẽ nghĩ là con CPU dành để cho overclock. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là con CPU dòng cam là một con dòng CPU được gọi là VIP Pro hơn, xịn hơn. Một con CPU được mở khóa tất cả mọi thứ. Thế nên là tùy vào mỗi người có thể sử dụng nó vào những mục đích khác nhau. Ví dụ như với người này thì có thể là ép sung, nhưng với người kia lại là undervolt chẳng hạn. Đấy, thế nên là tùy vào mỗi người anh em nhé. Con đấy thì mở khóa rồi nên là anh em có thể sử dụng thoải mái, không có vấn đề gì cả. Dùng với những trên bên Z thì sẽ giúp cho anh em có thể đạt được hiệu năng cao hơn và có thể mở khóa nhiều tính năng hơn. Đấy là cái điều mà mình muốn trả lời bạn Trung Phạm nhá. Tiếp theo nữa này, câu hỏi thứ hai của bạn Eric Sĩ Hoàng. Câu hỏi của bạn ý nói về vấn đề tản nhiệt nước. Tản nhiệt nước nào tối ưu nhất à? Khó nhờ, bởi vì bây giờ tư vấn tản nhiệt nước ấy, nó còn phải tùy vào bộ máy bạn nữa cơ. Bộ máy bạn có bao nhiêu chỗ để gắn tản nhiệt nước này, có gắn được tản 360 không, có gắn được tản 280 không, dành cho CPU gì, main gì, socket gì, chip gì, rất nhiều thứ đi kèm để có thể tư vấn được tản nhiệt nước. Nhưng mà nếu bạn đang hỏi một câu rất cơ bản này thôi thì mình sẽ tư vấn bạn là bạn hãy dùng của những hãng gọi là cao cấp nhá, hãng mà known brand ấy, tức là những hãng mà đã biết trước ấy, ví dụ như là Cooler Master này, Lianli này, NZT này, vân vân vân, những hãng như vậy. Và hãy cố gắng cho mình tầm tiền tản nhiệt từ khoảng tầm 3 triệu trở lên nhá, thì sẽ có một cái tản nhiệt tốt, tản nhiệt ngon mà đảm bảo về chất lượng và độ lâu dài nhá. Còn chứ nếu mà dùng mấy con kiểu thấp thấp tiền một chút ấy thì mình nghĩ rằng nó sẽ mang tính đẹp là nhiều thôi, chứ hiệu năng thì 50/10 lắm, không biết được. Rồi, đấy là câu hỏi thứ hai. Thứ ba, câu hỏi thứ ba của bạn là bạn Nhật Đặng. À, bạn đang hỏi trên cái video lắp ghế. Thì theo như mình thấy là cái con ghế đấy là nó không nghiêng bằng phần dưới mà nó nghiêng bằng cái phần bên hông này anh em nhá. Tức là anh em sẽ có cân gạt bên hông để ngửa ra cú vào như này. Đấy, thế nên là bạn Nhật Đặng bạn cố gắng check nhá. Bởi vì nó là cái phần bên hông chứ không phải là cái ở dưới. Có nhiều loại ghế là yêu cầu là ngửa là ở dưới, nhưng mà con này thì khác, con này là ngửa riêng, lên xuống riêng. Nên là bạn check cái phần bên hông của mình nhá, không bên phải này. Tiếp theo nữa của bạn là anh Béo. À, bạn hỏi là về hai con màn G34WQC và G34WQCA khác gì nhau. Ok, thế mình trả lời cho bạn là phiên bản A sẽ là phiên bản được cung cấp chứng chỉ G-Sync Compatible nhá. Cái con đấy thì sẽ được đảm bảo rằng là cái G-Sync Compatible ấy, tức là sẽ đảm bảo cho anh em là nếu anh em bật G-Sync ở trong máy anh em lên thì sẽ không bao giờ bị cái vấn đề là flickering này, không bị vấn đề như là bị kiểu bị nhập chập màn này hay là tăng giảm độ sáng này. Ví dụ nhá, mình lại kể lại, mình dùng con CG54 của Samsung thì con đấy không được chứng nhận G-Sync Compatible nhưng nó có FreeSync, thế nên là mình có thể bật G-Sync được. Nhưng mà khi mà mình dùng bật G-Sync ấy thì nó sẽ bị như là kiểu thỉnh thoảng nó cứ bị flickering ấy, và nó cứ sáng tối liên tục ấy, nó hơi khó chịu một chút. Và cái G-Sync Compatible này giúp anh em đảm bảo được rằng là con màn hình của mình ấy khi bật G-Sync lên sẽ không bao giờ bị gặp những vấn đề như thế nhá. Tiếp theo sẽ bạn là câu hỏi thứ 5 của bạn Dog the Hunter. Ok, bạn là săn chó, chó kẻ săn thôi. Bạn ý đang comment trên cái video là livestream với 100 triệu. Bạn bảo là 10 triệu thì livestream kiểu gì? Khó nhở. Bạn đang bỏ build máy tính chứ không phải là bạn đang bảo là đồ 10 triệu livestream kiểu gì. 10 triệu mà livestream ấy thì nó hơi khó một chút, bởi vì đơn giản là 10 triệu thì anh em sẽ build được một bộ máy i3 với cả 1660 super ấy. Thì tầm đấy anh em vẫn có thể livestream được, bởi vì lúc đấy thì anh em sử dụng NVENC rồi, NVENC ở trên công cạc ấy, thì cái sự ảnh hưởng của hiệu năng chơi game khi mà livestream nó sẽ không quá là nhiều đâu. Thì anh em vẫn có thể build bộ ảnh như vậy. Đây là cấu hình base này, i3
16GB và 1660 Super nhá. Tầm đấy là anh em vẫn có thể livestream được rồi. Như những tựa game nhẹ như là CSGO này, Liên Minh Huyền Thoại này, Valorant này, thoải mái. Nhưng những tựa game nặng hơn một chút thì sẽ có sự không hài lòng một tí ạ, em nhá. Và như anh Đạt đã nói ở trong video livestream của anh ấy, thì khi mà livestream thì anh em hãy cố gắng lock FPS với cái mức FPS nó phải là cái số nhân lên của 60 nhá. Bởi vì đa số anh em xem livestream thì đều là ở 60 FPS. Thế thì khi mà anh em ví dụ livestream ở mức 144 ạ, thì nó sẽ bị gọi là lệch frame, như thế sẽ bị xé hình và sẽ khiến cho anh em cảm thấy hơi khó chịu, những người xem hơi khó chịu khi xem. Thế nên là ví dụ như lock ở 120 này, 180 này, 240 này, 360 này, vân vân và vân vân nhá. Nói chung là lock như thế để đảm bảo rằng chơi game, xem stream ổn áp nhất. Hỏi tiếp theo nữa là bạn Thúy Nguyễn Văn, bạn hỏi là tản nhiệt ID Cooling 240XT Snow Zoom Flow có ổn không 3D? Tùy vào con CPU bạn đang dùng. Nếu bạn đang dùng con i9-13900K thì chắc chắn là không ổn rồi. Nhưng nếu bạn đang dùng khoảng i3 hoặc là i5 thì con đấy vẫn thấy khá là ok đấy, bạn cũng có thể mua được. Nhưng mà nhớ check xem là cái vỏ cây của bạn có hỗ trợ lắp tản nhiệt không nhá. Còn chứ nếu mà không hỗ trợ lắp tản nhiệt, ví dụ như những cái vỏ cây trả tiền ấy, sẽ không hỗ trợ lắp tản nhiệt 240 ở bên trên của chỗ ở bên góc trên này đâu nhá. Và cuối cùng là bạn Hiếu Đức, bạn hỏi về cây Fadin. Thì bạn hỏi là vỏ cây này mình lắp thêm hai fan trên nóc có ổn không nhỉ? Thì con Fadin ấy nó có một điểm rất là đặc biệt là nó khá là bí khí. Ở đằng trước nó sẽ có một cái lỗ khe khe bé bé tí này thôi để cho một cái quạt thông qua. Mặc dù đằng trước rõ ràng là lắp được ba quạt nhưng lại có mỗi một cái lỗ bé tí để hút khí qua, thì đúng là không nên để cái quạt hay là cái tản nhiệt nước ở đấy. Ở trên thì anh em vẫn lắp được hai quạt 240, nhưng mà chỉ lắp được hai quạt 240 nhá, không phải lắp thêm rad, tức là anh em chỉ lắp được quạt thôi chứ không lắp được tản nhiệt AO. Như lúc nãy mình nói là mấy con cây giải tiền nữa sẽ không lắp được AO ở trên đâu. Đấy, thế nên là bạn có thể lắp được nhá. Lắp những con vỏ cây dày, những con fan dày 25mm ấy thì là ok, là ổn rồi. Đấy, và đấy là câu trả lời cho bạn Hiếu Đức nhá. Đó là tổng cộng 7 câu hỏi cho chương trình Q&A số 21 ngày hôm nay. Thì đấy, vẫn là như vậy thôi. Chiều thứ 7, 7 giờ tối, 7 câu hỏi để anh em có thể trả lời được những cái thứ mà anh em hằng gọi là tìm hiểu, hằng muốn những thông tin, những gì mà anh em muốn biết về máy tính, về đồ công nghệ, vân vân nhá. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.